dĩ à? Thời thường vậy năm nay mở một bữa tiệc trên biển đi. Bọn trẻ thích mà. Bắn trúng chú rồi, đã lâu không gặp. Cảm ơn. Chú à, ngoan. Các con qua đây, kêu chú đi. Chú à, ngoan. Chú trẻ như vậy kêu anh còn được. Anh rất giả tạo đó anh à. Kẻ thức thời là Trang Tú Kiệt. Được rồi, Thái à, chúng ta qua chỗ các bạn chơi đi. Được rồi, đi thôi. Con trai chú theo chú hả? Có một người muốn gặp cháu đó. Nhưng mà cháu phải hứa với chú, gặp cậu ta tuyệt đối đừng nổi nóng có được không? Sư phụ à. A-lạc à, nhớ cậu quá đi mất. Đã lâu không gặp sư phụ. Sao lưng cậu hình như có gì đó? Có sao? Tiện nhân đồ xấu này. Không phải người mà. Phủ con tôi tốn nhiều nước bọt khi ông chủ lớn cho cậu. Còn chưa ngồi xuống đã bỏ chạy rồi sao? Nếu không phải tôi và ba cậu là anh em kết nghĩa thì gõ nước đầu cậu rồi. Cậu ấy là về đây giúp cháu đó. Anh Vĩ à, không phải chú ăn nhiều ớt hay quá ngốc rồi không? Cháu cần cậu ta giúp hả? A-lạc nhận được tin nói là DOA bị cháu chơi sạch, rất tức giận muốn tìm cháu trả thù. Cậu ta cố tình về giúp cháu đó. Bây giờ đủ lòng đủ cánh rồi, xem thường sư phụ rồi đó. Không phải, không phải đâu. Tôi lo cho anh mà, lo lắng hả? Việc này, đau mà, xin lỗi chú. Cái này là thay ba cậu nhắc nhở cậu đó. Làm người phải có đầu có cuối chứ. Vô cớ mở chai Raffi 582 trong lòng cháu rất bực. Cái gì cũng không uống vô. 580 mấy, 82, uống đi. Nào. Ly này là kính ba của Tiểu Lạc. Năm đó ba đứa bọn chú cùng ra kiếm ăn, ba cậu ấy chết sớm. Đứa con nuôi này của chú, tuổi trẻ có cách nghĩ của tuổi trẻ. Người làm sư phụ như cháu, sao cũng phải cho cậu ta không gian chứ. Thay ba cậu uống ly này đi, còn không mau lên. Cảm ơn sư phụ, cạn ly. Ba. Ba, chị con ở bên đó chơi mặt chuyện với ba người. Thua rồi, phải cởi đồ đó. Cái gì? Hồ rồi. Địa hồ. Vậy tôi phải thua bao nhiêu tiền? 30 triệu đó. Không bao nhiêu, thế nào rồi, 30 triệu. Ba người bọn chúng chơi ăn gian. Cởi áo, đúng đó. Không được đâu. Chẳng sao, phải cởi quần đó. Cháu gái, chú thắng về cho cháu. Ba nuôi à, nào, cho qua. Ba vị nhìn rất quen, xin hỏi thế nào đây? Anh Tinh, gọi tôi anh Ngô. Anh Ngô à, Trung Tử Đan, tôi tên, phát hiện lỡ. Đánh thế nào đây, không giới hạn sống dáng. Có đánh nổi không? Đánh 4-5 triệu tôi cũng đánh nổi mà. Vậy đi. Thua rồi tôi vẫn trả, thắng rồi là việc thiện thế nào? Đương nhiên tốt. Điều chuyện khó làm lắm. Tay. Tay ở đâu nhiều vậy? Nhất thủy nhi tay. Nhị đâu? Nhị đâu? Cái gì vậy? Uống lộn thuốc rồi sao? Còn xem, đá phong của cô. Dán này không nhỏ rồi. Xem kỹ đi. Phát tài. Nghe con nào đây? Tứ điều. Nhìn cái gì? Không đánh cho anh ăn đâu. Phát tài. Chính là con này. Cái này không phải tứ điều. Anh không phải nghe tứ điều sao? Sao anh biết? Mở bài đi. Đoán mò hả?
cảm cảm hơn những cái điều kìa, kìa cháu gái gợi quần đi. Gần đây tôi sử dụng não hơn nhiều, có phần tóc bạc rơi ở trên đó. Con này thật ra là ngủ điều. Cảm cảm, môn tiền văn, mỗi người ít nhất 100 triệu. Trời thôi, tôi tưởng tại sao, cảm ơn nhiều. Nào trước có được không? Chưa hắn cởi đồ đi. Đưa tiền đây, mỗi người 100 triệu. Không có tiền sao, vậy cởi đồ đi. Cởi đồ giùm họ đi nào. Cứu tư giới đừng có sợ mà. Lột hắn đi các cô gái, chứ không phải chương tử đang đâu. Nhìn hai người họ suốt ngày chia tay rồi làm quà, nhớ lại họ còn trẻ với ai đó. Mặt sầu hả? Chú còn nhớ tên cô ấy sao? Nếu như không phải cháu, chú sớm đã. Cảm ơn chú nha. Cô ấy đã cho cháu hai cơ hội. Lần thứ nhất giành được danh hiệu thắng cấp thiên hạ không đối thủ. Cô ấy bảo cháu rời khỏi nghề này. Kết quả thế nào chú biết rõ nhất rồi. Vậy lần thứ hai? Lần thứ hai là gặp cô ấy ở Mỹ. Lần đó phấn khích, sức chứ nữa kết hôn rồi. Quỷ là gì? Lúc đó cháu đang làm tổng giám đốc. Cô ấy bảo cháu từ bỏ công việc này, nếu không để cháu hối hận cả đời. Chú biết cháu rất cứng đầu. Cô ấy càng kêu cháu bỏ, cháu càng hứng kêu cô ấy ra ngoài đi. Vậy cô ấy không đau lòng hả? Cô ấy bẩm sinh không có nước mắt mà. Cứ như vậy nhìn cháu chừng chừng, sáng sớm không nói một tiếng thì bỏ đi. Thật ra cháu biết chúng cháu đều rất yêu nhau. Nếu như ông trời cho cháu một cơ hội gặp lại, cháu sẽ làm thế nào? Cháu nghĩ là ông trời sẽ không chơi cháu vậy đâu. Mặt sâu. Còn lại có súng vậy? Chiên à, cháu không sao. Chú có sao không? Chú sao rồi? Không biết tại sao bị trúng đạn nữa. Ráng nhìn trước, cháu sợ có đồng bọn. Chú không nhìn được đâu, đừng sợ. Tư thế này có thể dọn người. Ba người chúng ta bây giờ rất đẹp trai. Ráng nhìn một chút đi. Xin lỗi, cô Thang Trịnh. Lần này hành động thất bại rồi. Macau. Sang trọng quá đi. Đúng là không ít người. Anh Kiên à, xưng hô thế nào đây? Tôi là Tân. Lạc đã gia nhập hình cảnh quốc tế của chúng tôi rồi. Sư phụ à, gia nhập hình cảnh quốc tế chúng ta mới có thể thắng. Não phổi có nước rồi hả? Thật ra lần này chúng ta phái Tiểu Lạc về, hy vọng anh Kiên có thể hợp tác với hình cảnh quốc tế cùng đối phó với lại DOA. Cô không cần dụ dỗ, lần trước vì may mắn mới có thể lượm lại mạng sống. Cô thích chơi súng, cô chơi cho đã đi. Cô đừng đến tìm tôi. Cô ngốc à, cậu chết đi đâu rồi hả? Con robot này rất là tay đó. Quản gia thông minh đời mới nhất, bạn Hàn Quốc tặng đó. Hàn Quốc nhập khẩu hết nhưng mà lắp ráp ở Tứ Xuyên. Sao cứ dẫn con đây, vẫn chưa xem xong nữa. Còn có thể biến hình nữa sao? Ông chủ uống trà hay cà phê? Ông cái đầu của cậu, ông chủ hả? Vô phép tắc. Nhắc tới đương nhiên họ khách trước rồi. Tôi tên Cường Ngốc. Có cần gì tôi sẽ cố gắng làm hài lòng quý vị. Rót trà, xoa mớp và quần áo tôi đều làm được hết. Được, vậy rót trà, xoa mớp và quần áo đi. Rót trà. Mọi người uống trà đi.
Bà bớt, ngươi muốn làm gì vậy? Làm cái gì đây? Giặt quần áo. Làm cái gì vậy hả? Xò bớt, làm gì vậy? Bảo nó dừng lại đi. Xò bớt, dừng lại. Giặt quần áo. Bảo nó dừng lại, tôi chịu hết nổi thôi. Chúng tôi dẫn có nói. Ra lệnh phải ra từng cái hộp, chứ không thể mất kiểm soát. Xò bớt, giặt, bớt. Đừng ngốc à, đừng chết máy à. Đáng nhìn, đừng có chết máy. Đáng nhìn đi, đừng ngốc à. Chết rồi, lần này chơi xong rồi, hôm nay như vậy trước đi. Tôi đi thăm anh Dĩ. Đây là nhà mới, có rất nhiều cơ quan, chỗ nào tôi cũng không biết. Cho nên các cậu đừng đi lung tung. Xảy ra chuyện gì đừng có trách tôi. Được rồi, tạm biệt. Cơ quan, bay được sao? Nè, đông à. Sư phụ à. Hình cảnh quốc tế sao? Chúc chú sinh nhật vui vẻ. Chúc chú sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng chú già thêm một tuổi. Nào. Có đau không? Đau tận xương tủy đó. Thành thật xin lỗi, là cháu liên lụy chú. A Lạc nói cậu ấy lần này về chính là xin cháu đồng ý xuống núi giúp đỡ. Hai chú cháu cộng lại cũng 100 mấy rồi. Làm không tốt sẽ bị người ta sẽ đem cho chó ăn. Nhưng bây giờ bị người ta trèo lên cổ đè vào mặt rồi. Chú không ra tay nữa, đám già này sớm muộn bị hại chết thôi. Chú già rồi, cháu vẫn chưa già. Cho dù thế nào, lần này về công về tư, cháu cũng phải dạy dỗ tên thương tỉnh đó đồng ý đồ đệ cháu đi. Suy nghĩ đã. Lấy gì chơi vậy? A Lạc cho cháu đó. Cháu nói hai ông cháu suốt ngày lén lén lúc lúc. Cậu ta thích chú như vậy. Bảo cậu ta cắt ngón tay đi. Cho cháu ngón tay giả. Chán phèo. Về trước đây. Chú cứ uống từ từ. Về nhà nhất định phải xem đó. Ông chủ, cà phê đến rồi. Cắm vào thử xem. Được. Sư phụ, tôi biết lần này anh nhất định rất giận, nhưng mong anh có thể nghe tôi nói hết. Tôi nhớ năm tôi 7 tuổi, anh đón tôi về nhà. Vào cửa câu đầu tiên anh nói với tôi, anh nói đừng có sợ, sau này coi đây là nhà của mình vậy. Câu nói này tôi luôn ghi nhớ. Nói thật, tôi coi anh là ba từ lâu rồi. Anh dạy tôi làm người phải có tông chỉ, trung thành với bản thân. Cho nên tôi rất muốn nói anh biết, ước mơ từ nhỏ đến lớn của tôi không phải là quản lý sông bạc, mà là muốn làm một cảnh sát tốt. Ngày mai tôi với đại đội đến tổng bộ hình cảnh quốc tế Bangkok, bắt kế toán cầm đầu DOA Tiểu Mã. Anh Cường, sao cậu lại cảm động như vậy? Tôi vừa mới nâng cấp phần mềm Transformer phiên bản mới nhất cho cậu. Mạnh mẽ như vậy cậu còn khóc nữa sao? Hay là tôi mua tấm vé máy bay đưa cậu đi Thái? Cậu với đồ đệ tôi cùng đi bảo vệ hòa bình thế giới đi. Không phải đâu ông chủ, tôi là nhất thời cảm động không kiềm chế nổi thôi. Đã bảo cậu đừng xem phim Hàn nữa mà. Tối ngày cậu cứ xem mấy cái phim đau lòng đó, muốn sống muốn chết vậy. Cậu xem vì sao anh đến của người ta cũng không biết đẹp trai thông minh nhất mấy nữa. Cậu đó cũng không biết ở chỗ chó ngôi sao hàng nào nữa, y như hàng giả. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nói cậu hai cậu đã không muốn nghe, muốn đánh tôi hả? Cường Tứ Xuyên, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng ở trước mặt tôi dở trò. Tôi thấy chứa mắt, tôi đá một cái, tôi tiễn cậu lên cầu thang của Trung Quốc đó. Đừng mà ông chủ, tôi sợ lắm. Sợ cái đầu của cậu. Tiếp tục phát đi. Dạ được. Ngày mai tôi với đại đội đến tổng bộ hình cảnh quốc tế Bangkok, bắt kế toán cầm đầu DOA Tiểu Mã, còn có cảnh sát giấu mặt Thương Tỉnh. Từ nhỏ đến lớn làm gì cũng có anh bảo vệ tôi. Hy vọng nhiệm vụ lần này anh có thể giao cho tôi, để tôi bảo vệ anh một lần. Cảm ơn ba.
Nào, lau nước mắt đi. Tôi làm quà với cậu rồi hả? Sau này cậu có gặp tình huống này một lần nào nữa? Có thể khiêm tốn một chút, cho người ta thấy cậu đưa nguyên hộp khăn giấy cho tôi. Cái mặt đẹp của tôi để ở đâu hả? Sao lại gặp phải loại người này chứ? Tôi dễ dàng sao? Tôi đi đây. Nhịn hết mấy chục năm rồi, anh cứ từ từ khóc đi. Tôi còn chưa nói xong cậu đi rồi hả? Mua một cái vẻ ngoài, cậu muốn sao đây? Bangkok, Thái Lan. Bộ chỉ huy lâm thời hình cảnh quốc tế. Từ khi ông Cao bị ám sát, DOA luôn bị Thương Tỉnh ở đằng sau thao túng tiếp quản từ đầu. DOA ngược lại càng ngày càng mạnh. Thương Tỉnh bước tiếp theo sẽ dời căn cứ. Lâu đài trên vũ trụ của họ ngang bằng với vùng trời của nhiều nước. Muốn bắt hắn thật sự không dễ. Thật ngại quá, tôi lại thắng rồi. Ông Hàn thắng. Cách duy nhất chính là dùng mồi nhử dụ hắn ra hang. Cho nên chúng ta phải tìm được em họ của ông Cao Tiểu Mã. Anh ta vì tự bảo vệ mình ôm hết $150,000 làm bùa hộ thân. Nhận được tin chính xác Tiểu Mã đã đến Bangkok, nhưng hắn chưa dùng qua bất cứ thẻ tín dụng ngân hàng nào, cho nên không tìm được. Đường xa đến Bangkok không thể nào đến trả ơn chứ. Không lẽ anh ta giấu tiền ở đây chứ? Một tỷ rưỡi chỗ này cũng không để hết. Một người làm sao đem được? Người thông minh như hắn chỉ tin vào bản thân. Tôi cảm thấy hắn sẽ để tiền trên mạng. Bây giờ tôi không sợ gì hết, chỉ sợ DOA tìm được Tiểu Mã sớm hơn chúng ta. Ba, đài truyền hình không có tiền. Con muốn về học mẫu giáo. Con không phải nói với ba, cô giáo trong trường mầm non rất chán sao? Trường mầm non có bạn rất đẹp. Bà của con cũng rất đẹp mà. Cô giáo không phải nói dối là thói quen xấu sao? Còn tối ngày lật tẩy của ba, thói quen này càng xấu. Ba, khách sạn này hôi quá. Đổi khách sạn thơm hơn được không ba? Nhưng mà đám người ở đài truyền hình tối ngày đeo theo chúng ta đi quay truyền hình đó. Chúng ta ở khách sạn thơm, bọn họ rất dễ tìm thấy chúng ta. Bắt được chúng ta làm thế nào? Nếu như bị họ bắt được, chúng ta dù ban ngày hay ban đêm luôn phải quay phim, sẽ mệt chết chúng ta. Con có sợ không? Không sợ. Con không sợ, nhưng mà ba sợ. Alo, tìm ai? Tiểu Giang à, anh có bận không? Anh là Tiểu Mã hả? Anh đến Bangkok rồi sao? Đúng vậy, tôi đến thăm anh đây. Anh mau qua đây đi. Tôi ở Pháp Bon, mời anh ăn cơm. Đại ca, cuộc gọi 27 giây, có thể xác định khu vực. Đừng cử động, nghiêm túc đi. Anh ta luôn nói nhà hàng làm ăn bán đắt. Sao lại im lặng như vậy? Bây giờ lại là giờ cơm. Sơ Nhất, nào. Nói chuyện với họ mất 27 giây, bây giờ xuống dưới vừa đụng chạm mặt hắn. Cảm ơn. Sơ Nhất à, nhanh lên, đi lên. Anh bạn à, cảm ơn. Tìm từng lầu một. Cô không cần lên nữa, tôi không cần phải nghe chỉ huy của anh. Nếu không phải cô Thương Tỉnh cưng cô như vậy, cô sẽ không phách lối như vậy đâu. Tôi sẽ không để cô vậy. Sư đệ anh Quỷ Nhãn ngay cả Thạch Nhất Kiên cũng đánh không lại. Tôi xem anh cũng chưa chắc giỏi đến đâu. Nếu như cô không phải là phụ nữ thì chết rồi. Cô ở lại, chúng ta lên. Đi. Bên này. Chuyện gì vậy? Hãy
đã tìm được tiểu mã. Các anh em xuất phát. Biến cho ba, đổ cho bọn chúng bay lên được không? Sơ Nhất à, đem bình ga qua đây, cái này không nhẹ. Nè, cảm ơn. Nào, lấy hai chai. Nè ba, con gái à, có sợ không? Có một chút sợ. Có ba ở đây không cần sợ, có được không? Lúc nhỏ mẹ hát cho con nghe thì không sợ nữa. Ba con không biết hát đâu. Không sao, ba hát đi mà. Khó nghe cũng không sao. Vậy cũng được, ba hát bài mà mẹ con ép ba hát nha. Là mẹ con hay là mẹ của ba? Mẹ của con đó. Vợ của ba hả? Vợ của ba tuổi con gì? Vợ của ba là mẹ của con. Không sao đâu con gái ạ, hát đi. Để anh đốt quả chiến, mang em đến bầu trời. Trên bầu trời có hai người sống, sống đến 1000 năm cũng đều rất sai đắm. Mẹ nói hát hay không? Đương nhiên mẹ con nói hát hay rồi. Nhìn cái gì mà nhìn, vào trong đi. Qua bên đó. Đại ca, họ chạy thoát rồi. Đuổi theo. Sơ Nhất à, con nhớ nha. Làm người nhất định phải bình tĩnh. Người của đài truyền hình bắt được chúng ta rồi. Cảnh sát quốc tế. Khu an toàn cảnh sát hình sự Thái Lan. Đến nước Thái Lan làm gì? Du lịch. Tham quan nước Thái chưa? Nhiều người như vậy cầm súng chơi với anh. Có thể trông tôi rất đẹp trai. Kế toán chủ tịch DOA trong tay nắm giữ 1.5 tỷ đô la Mỹ. Ông Cao là anh họ của anh có đúng không? Tôi chỉ là kế toán. 1.5 tỷ đô la đang ở đâu? 1.5 tỷ đô la có bao nhiêu con số không? Tôi nói anh biết, đừng có đùa giỡn với tôi. Tất cả chúng tôi đều biết. Có cần đưa anh ta đến bệnh viện không? Anh ta chính là muốn đến bệnh viện. Xem ra không giống giám bộ. Dẫn anh ta đến phòng giam đi.
Anh không làm luật sư có thể làm ảnh đế. Nếu như giải kim tượng lần sau tôi có thể được bỏ phiếu, tôi bỏ phiếu cho anh. Có phải muốn kiếm chuyện không? Anh còn dùng chiêu này ép cung hả? Vậy thì sao? Anh cho rằng giống trước kia hay sao? Không, nhất định là. Đừng có đánh ba của con mà. Đừng đánh ba của con. Chị dẫn em đi xem TV được không? Vậy em muốn xem phim mà. Đã nói chị có thể xem phim hoạt hình mà. Em có ước nguyện gì không? Em trông xinh đẹp như vậy. Em muốn đi thi hoa hậu. Vậy còn anh? Anh muốn làm người dẫn chuyển. Tại sao chứ? Người dẫn chuyển mệt lắm. Ở đây chính là khu an toàn hả? Đúng vậy. Xem ra không an toàn chút nào. Ở đây đều lắp đặt thiết bị thông tin tiên tiến. Còn có hệ thống kiểm tra. Bên ngoài còn phối hợp mười mấy đặc vụ canh giữ. Tường của chúng tôi có gia cố, còn có tầng hầm. Có thể nó còn có thì có như vậy còn chưa đủ sao? Đối với tập đoàn tội phạm thông thường thì được. Nhưng DOA là tập đoàn tội phạm quốc tế. Gần đây họ mua rất nhiều thiết bị quân sự. Quả lực có thể bắn phá tường kim loại dày 50 mét. Mọi người phải coi họ như quân Mỹ mới được. Rốt cuộc anh đến nước Thái làm gì? Tìm bạn học cũ. Hôm nay một khách sạn ở Thái, cả nhà bốn người và nhân viên đều bị giết chết. Ông chủ họ Giang. Là tôi hại anh ta. Anh đến đây có mục đích gì? Anh không nói, không có lợi ích gì cho anh. Ích lợi gì chứ? Chỉ cho tôi một tô mì ăn liền. Cái này gọi là ích lợi gì? Còn tôi? Tôi có 1.5 tỷ đô la Mỹ. Anh còn mạng xài nó không? Hù tôi sợ hả? Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, bọn họ nhất định có hành động. Đài truyền hình của chị sao nghèo như vậy chứ? Không có kem để ăn hả? Đài truyền hình, không phải mọi người muốn quay hình ba em trốn sao? Sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn. Để tôi đi, có chuyện xảy ra. Qua đây, cẩn thận. Sơn Nhất à, qua đây. Ba à. Có ai bị thương không? Có chuyện gì không vậy? Còn nói an toàn, không an toàn chút nào. Mau lên, mau xuống tầng hầm. Mau chạy đi. Mau xuống tầng hầm, chạy. Nhanh, cẩn thận một chút, đi.
Tiểu Lạc à, mau dẫn họ vào trong đi. Được rồi. Cô đi trước. Nhanh. Cầm. Trước giờ tôi chưa bao giờ dùng súng. Nhiều lựu đạn như vậy. Bây giờ đi đâu? Thông qua đường hầm đến khu rừng. Đi bao xa? 1000 mét. 1000 mét. M96 cũng là 1500 mét. Không phải đi tìm con đường chết hả? Chất đông cứng cơ bắp. Lựu đạn. Đi. Tại sao tiếp mục này lại ồn ào như vậy? Con gái, đây là truyền hình trực tiếp đó. Đi. Thật là ngại quá Lạc à. Sư phụ đến trễ rồi. Sư phụ. Tiếp lấy. Lâu rồi không cầm súng, tay hơi run một chút. Hay là nhờ vào kỹ thuật công nghệ cao mới được. Tay trái 2 giờ. Tay phải 7 giờ. Tay trái 4 giờ, đổi súng. Tay phải 9 giờ. Quả nhiên có phong độ năm xưa của tôi. Cao Tiểu Mã ra đây. Nếu không đám người này đều phải chết. Nhiều người như vậy tính sao? Tùy cơ ứng biến có phải xông lên không? Anh ta chính là Tiểu Mã. 1,5 tỷ đô la Mỹ. Mấy người không làm bậy đó chứ. Đôi tay phù thủy, anh Tiểu Mã. Con gái qua bên đó trước đi. Ngoan quá, cứ chơi với cháu nha. Mọi người đi trước đi, tôi đi sau. Đi. Đi. Giết. Bọn họ hình như trốn thoát rồi. Có cần phái máy bay không người truy sát?
Là tôi đây. Tôi biết rồi. Nếu chúng ta không hạ thủ, bọn họ chạy thoát đó. Không cần. Để cho bọn họ đi. Con gái của tôi đói rồi, chúng ta ăn món nào ngon đi. Con vẽ mây núi rừng. Con ăn no chưa? Không sai. Khu an toàn bị ném bom, cần gì nói điện thoại lâu như vậy chứ. Nếu bận có thể đi trước. Con ngoan ngoãn ở đây nha. Ba đi nhà vệ sinh một lát. Nhà vệ sinh. Con gái anh ta còn đang ở đây, không thể đi xa được đâu. Ngồi xuống đi. Cứu con giới, người xấu đến rồi. Cứu con giới, lùi xuống. Có nghe không hả? Lùi xuống đi, mau bỏ xuống xuống. Lùi xuống. Mau bỏ xuống xuống, đừng làm ai bị thương. Mau đuổi theo. Trả tiền trước đi. Lùi xuống. Lùi xuống. Nhanh lên. Mau đuổi theo họ. Vậy trả thêm tiền. Quẹo phải. Nhanh lên. Quẹo trái. Có biết lái xuồng không vậy? Làm xuồng ngập nước rồi kìa. Tôi xin lỗi. Tên khốn kiếp. Sao vậy? Tắt máy hả? Mau khởi động đi. Nhanh lên, tôi biết rồi. Anh bạn à, người đâu? Đưa tiền, đưa tiền. Bên đó, tốt. Ba, sao chúng ta không quay tiết mục của đài truyền hình vậy? Đài truyền hình đó chưa lấy được giấy chứng nhận. Đợi sau khi họ lấy được rồi chúng ta mới đóng tiếp có được không? Được thôi. Bắt anh đúng là không dễ dàng. Cần phải lặn biển còn có phi thuyền. Mau đi theo tôi. Tôi
tính làm sao đây? Chuyên gia động vật thầy Triệu Trung Tường, cá sấu ở dưới nước phát ra chỉ có hai khả năng. Thứ nhất chính là tán tỉnh, có vẻ nó để ý đến tôi. Thứ hai muốn xưng bá với kẻ địch. Điểm này tôi đồng ý. Bình tĩnh một chút. Chúng ta chỉ cần ở trên đầu cá sấu, khí định tâm điền, đem chân khí của chúng ta tát nước, nhất định có thể đuổi được bọn chúng. Nào, hít vào, thở ra. 1, 2, 3, khơm. Sao lại tối như vậy? Thật là ngại quá. Gần đây bụng của tôi không được tốt. Làm lại 1, 2, 3. Cứu tôi với. Bình tĩnh. Đây là đâu vậy? Con ngoan à, đã nói bao nhiêu lần rồi, làm người không được tham lam mua hàng thái ở đại lục này để tiết kiệm dây da. Giờ ướt hết rồi, dây da hư hết. Anh nói cái gì? Tôi nói là từ nhỏ tính nó đã nhé. Hãy thấy chuyện đáng sợ là sẽ nhảy lên, sau đó sẽ la lên. Tiếp theo thì chúng ta chạy nó. Tại sao lại như vậy? Tôi nói là con cá sấu hồi nãy, nó mà nhào đến, Sơn Nhất sẽ sợ la lên. Sau đó mọi người chảy máu đầy mắt. Rốt cuộc là ai nhào vào? Nè, ba cháu nói gì vậy? Chúng nghe không rõ. Hello. 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 Đẹp quá. Bà, con đói quá. Bà ơi, ba phần bao nhiêu tiền vậy? Ba phần 90 bạc. 90 bạc sao? 90 bạc, cảm ơn. Cảm ơn. Đồng hồ này bị hư còn cho tôi, quá đáng quá đi. Chết rồi, bà già cũng không lừa nổi, chết chắc rồi. Bên đó có sông bạc kìa. Anh biết cờ bạc hả? Anh không biết sao? Đôi tay phù thủy chỉ là tin đồn hả? Đúng rồi, tôi sắp quên. Anh qua đó biểu diễn đi. Đừng nói dài bữa cơm tặng thêm một chầu massage cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thông minh quá, con không vào sông bạc. Ngoan đi, nghe lời nào. Vào trong đi. Tôi sợ bóng tối lắm. Anh có muốn ăn cơm không? Tối cũng không sao. Vào đi. Nào vào đi, tôi sợ anh trốn. Chú chơi trò trốn tìm với mình. Nếu thắng chúng ta sẽ có cơm ăn. Bye bye. Có vuốt keo. Không vuốt keo. Có vuốt keo. Không vuốt keo. Có vuốt keo. Không vuốt keo. Bầu cua. Bảo phụ yu xá xí. Được. Cờ tỷ phú kiểu Thái. Người nước ngoài nhìn là biết rồi. Qua đây một chút. Cứ gì xem, cứ gì chơi đi. Ngoài kia dành cho người trong nước, trong này dành cho khách khí. Chơi dài dáng đi. Anh không có tiền hả? Gì mà không có tiền chứ. Được rồi, chơi từ từ đi. Được. Hay quá, tôi thắng rồi. Sông bạc này đen tối quá đi. Thắng thì không cho về. La
Anh Cường. Trưởng Cường. Gì mà này mà tôi bán chiếc đồng hồ cho anh? Vậy mà anh chỉ mở bài bánh trường hải phủ xì này sao hả? Làm lại lần nữa đi. Áo khoác của anh Mã, tóc chải ra sao và nhẫn ngọc. Có lẽ anh ta là... anh ta vẫn chưa ăn sô-cô-la. Sư phụ. Dao nhỏ nè. Sư phụ, anh khỏe không? Dao nhỏ. Dao nhỏ, mày đặt cưa cây lớn. Bất tài vô dụng làm mất mặt sư phụ. Tôi sẽ rảnh lắm. Cậu tự xem đi. Bao nhiêu fan hâm mộ ở đây, cậu phải hát vài câu để làm nóng không khí chứ. Phải hát thì sao? Hát đi. Vũ chén niên đờ phong hơ yu ya Chẳng leo đô sao mông Hoàng sơ đờ liền Hây sơ đờ yên Bù biên sư xào rô. Cậu xem cậu kìa, hát bài của Lưu Đức Hoa mà dùng giọng của Trương Học Hữu, phải có kỹ thuật chứ. Lúc Lưu Đức Hoa hát, mọi người để ý giọng của anh ta không ngừng rung động. Hát lại lần nữa. Rung mạnh hơn nữa. Cũng không tệ, mọi người vỗ tay đi. Cảm ơn. Nếu như nhiều người ủng hộ như vậy, nào, chơi trò phi bài đi. Vậy chơi nha, chơi đi. Đúng rồi. Vậy thì đúng rồi. Nhanh hơn nữa nào. Hay hơn nữa đi. Hay hơn. Hoan nghênh anh ca đến sông bạc của chúng tôi. Để tôi xin lỗi nếu chúng tôi vẫn còn thiếu sót. Thường thì tôi không thích quan ngân, nhưng mà thắng cỡ 10.000 bạc tôi sẽ đi. Hiếm khi có cơ hội học hỏi tiền bối. Nếu không chê thì hãy sức chiêu. 1 triệu bạc cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đến khi tôi sức chiêu, tôi sẽ biết rằng mình đã ngu muội đến lúc nào. Sư phụ, tôi đi ra ngoài, anh tự xử đi ha. Mua hết. Chi bài. Ba nút. Dáng này cô thắng. Nhiều tôi thích chơi ba dáng định thắng thua. Sư phụ à, anh không bằng người ta thì đừng có miễn cưỡng mà. Học hỏi được nhiều. Anh có nghĩa khí thật đó. Trốn được cũng không trốn. Quay lại đóng vở kịch này với tôi. Cần phải hợp tác chứ. May là tôi không nhập vai như anh. Tôi đặt cược nhỏ đó thắng. Đi ăn cơm. Ba à. Sơ Nhất.
哎，个子对很隆，还是我穿吧。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。注意。生日啊！想不想老爸？nhớ bà không? nhớ bà lắm. ngoan. 吃完了饭。ăn cơm xong thì tôi về trụ sở của hành cảnh quốc tế. anh là cảnh sát quốc tế hả? không phải. nhưng mà đệ tử của tôi thì phải. giờ tôi đưa con gái đi đã. tôi sẽ đi theo mẹ nó đang ở Thái Lan. phải.Mẹ nó lai hai dòng máu. Mấy năm trước chúng tôi đã ly hôn. Theo anh cũng không hạnh phúc gì. Tên này gan to lắm. Dám ăn cắp tiền của tao hả? Hắn làm dở cửa kính tìm áo cưới của tôi, ăn cắp lễ phục, cho anh 24 tiếng để đền cho tôi 1 triệu bạc. Nếu không thì bán con bé này đi. Không được, thả nó ra đi. Ba, thả nó xuống. Cứu con với, thả nó xuống. Cứu con với, cái thằng bé tôi đi đâu vậy hả? Sơ nhất à? Uầy.Anh tới bắt tôi ra làm gì? Tôi tìm cậu của Sơn Nhất, mượn anh ta chút tiền, dụ Sơn Nhất về. Anh có thấy là DOA bám theo mình suốt không? Nhưng hễ mình rời tổ chức hình cảnh quốc tế là mọi chuyện im xuôi. Anh nói cũng phải. Anh diễn tôi gì vậy? Tại sao mấy con ôm chỉ chích tôi mà không chích anh? Anh dùng gì giúp tóc? Thì là món jelly nổi tiếng nhất ở đây đó. Tóc tươi tất nhiên phải dùng keo hoàng hiệu rồi. Sao anh không nói sớm còn nữa hả? Tôi biết là hồi đó tôi sai. Nhưng giờ anh có thể cho tôi mượn 1 triệu bạc không? Để tôi chuộc con gái về. Anh không phải làm việc cho DOA hả? Có chút xíu tiền mà cũng mượn. Giờ tôi không có thời gian giải thích với anh. Đi đi mà. Anh càng chỉ cần anh chỉ cho tôi mượn chuyện gì tôi cũng làm đó. Hay lắm. Anh mà đánh thắng Nguyên Dương, tôi sẽ tặng anh 1 triệu tiền thưởng. Anh không đánh, để bạn anh thay cũng được mà. Tránh ra đi. Mặt sâu. Mặt sâu à? Mặt sâu, gặp được em, anh rất là vui. Sao anh cũng ở đây? Tôi, chào cô. Anh ta nói muốn chinh chiến Nguyên Dương. Với tình hình ốm yếu này mà cũng dám chơi cosplay hả? Đây là anh Đô Mẫn Thủy của Hàn Quốc. Anh là bạn trai cũ của cô ấy. Tên lừa gạt đó hả? Anh học người ta đánh quyền, quên chuyện đó đi. Anh đừng xem thường tôi. Nếu tôi thắng sao? Sao cũng được. Được, tôi cược với anh. Nếu tôi đánh thắng, anh phải cởi áo, cởi quần, cởi giày, đi 2 vòng quanh chỗ này. Tiên à, anh suy nghĩ kỹ đi. Yu Nai Mi là quyền dư Thái Lan. Một quyền của anh ta có thể đánh gãy chân của anh. Em an tâm đi. Anh là đôi tay phù thủy mà. Tôi đánh. Anh từng học quyền Thái hả? Chưa. Người ta là quyền dương đó. Tên đó chưa từng thua. Hình như chưa bao giờ. Sao không nói sớm? Tôi thấy hơi sợ rồi đó. Tôi hiểu trước mặt đàn bà không thể mất mặt được. Nhưng mà tôi sợ lúc nữa sẽ mất đi người bạn này. Sư phụ không biết còn có cơ hội gặp lại không? Nào. Họ ở đó làm gì vậy? Trước khi đánh quyền họ sẽ nhảy một điệu nhạc. Cầu xin ông trời phù hộ họ. Mở miệng ra. Nhớ đó. Lên sàn đấu thì không được sợ hãi. Sợ thì anh đã thua hết rồi đó. Sư phụ à, vào đi nhảy đại một bài. Làm trò gì vậy? Đóng dây khỉ hả? Được rồi, được rồi. Mua mèo qua đây đi. Sư phụ tôi sợ quá.
Anh đừng có nhảy nữa, ghê quá đi. Lên đi. Qua đây. Bị chuột rút, chạy đi, Huyền Dương đến rồi. Anh làm gì vậy? Được rồi, bắt đầu. Lùi ra sao? Làm gì vậy? Sư phụ, anh làm gì vậy? Tôi cứu anh đó. Anh chán sống rồi hả? Đánh thiệt với tên đó đi. Nằm thêm một lát đi, 7 giây mới đứng dậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đánh chết nó đi. Bắt đầu. Dừng. Tới giờ rồi. Tên đó không dừng thì sao? Anh cũng không dừng. Anh ta nói gì vậy? Tôi kêu dừng giùm. Tôi mất sức rồi, tôi chết chắc. Đệ tử, tôi không dừng rồi. Anh không muốn mất mặt trước bạn gái hả? Chị xem tên tình địch của anh kìa. Anh thấy chưa? Đi xuống đi. Lên đi. Bắt đầu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Làm gì vậy? Đứng dậy. Kêu anh đứng dậy, anh có nghe không hả? Lần này anh ta thua chắc rồi. Đứng dậy. Đứng dậy, anh không dừng lại sẽ tước quyền thi đấu của anh. Đứng dậy đi. Dù anh dừng thì anh không dừng. Giờ thì tùy tiện dừng rồi. Giờ bị đập trúng tay, anh mà còn đập lung tung thì coi chừng hàm răng đó. Dừng dừng dừng. Nào, bắt đầu đi. Thuốc làm cứng cơ bắp. Sư phụ à, tôi không xong thật rồi. Tôi đầu hàng được không vậy? Chịu không nổi rồi. Ra đi. Mau ra đi. Lôi tên đó ra. Đứng dậy đi. Mau ra đi, đừng làm tôi lỡ buổi hẹn với bạn gái đó. Sao lại chậm như vậy chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đánh. Uống nhầm thuốc rồi sao?
Quyền Mê Tông. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, đứng dậy đi, bảy, tám, chín, mười. Sư phụ à, tôi tìm thuốc làm cứ cơ bắp vào nước ngâm. Vô cùng cảm kích. Giúp tôi gỡ nó xuống đi, cảm ơn. Đồ quên quan. Giáo sư Đô, nói rồi phải giữ lời đó. Thằng cụ mặc kệ ngươi. Anh Đô, không mặc đồ không chết đâu. Đi hai vòng. Anh vẫn quậy phá như xưa. Có người đàn ông nào trọng lượng trước mặt tình địch chứ? Bọn em vẫn còn là người yêu của anh. Em đoán xem. Đi mau, tôi còn phải cứu con gái. Đúng rồi, Kiên à. Con gái của sư phụ anh bị người khác bắt cóc ở Shiracha, đòi bằng anh 100.000. Vậy thì anh không cần lo lắng. Bảo vệ của tôi ở Shiracha có chút thế lực. Vậy cô đi với tôi đi. Vậy anh nhớ quay về tìm tôi. Được rồi, tôi hứa với anh, sau khi tôi chuột sâu nhất sẽ quay lại tìm anh ngay. Cảm ơn nhiều. Mọi thứ cẩn thận. Đi. Hai anh rất thân với nhau. Sư phụ người Thái này đối xử với anh không tệ, nhưng nhiều lúc rất xấu, không cho anh ăn cơm. Nhiều lúc anh thật sự muốn đánh cho anh ta tàn phế. Mà mặc đồ lên đi. Có vẻ hơi lạnh rồi. Cây lớn. Má ơi, má ơi, sơ nhất. Má ơi, xảy ra chuyện gì? Anh rời khỏi công ty rồi. Năm xưa là anh không hiểu chuyện, không biết phần tốt xấu, cứ tưởng đó là sự nghiệp của anh. Họ sẽ làm gì anh? Anh không phải là không bao giờ sai sao? Anh làm kế toán không phải là tính toán rất giỏi sao? Cả đứa con gái duy nhất bên cạnh em cũng phải cướp đi. Anh không phải nói là có thể khống chế mọi thứ hay sao? Bây giờ anh họ đã chết rồi. Sơ nhất về bên cạnh sống với em sẽ tốt hơn. Em giữ kỹ, một tháng sau sẽ có một số tiền được chuyển vào đây. Tiền anh tự cất giữ đi.
Ba không cần con nữa sao? Sao ba bỏ con chứ? Không phải con nói là con rất nhớ má hay sao? Giờ con ở lại học dễ với má nha, có chịu không? Chịu không con? Hồi xưa má của con rất là lợi hại. Khi lớn cỡ con là má con dễ luôn, lấy hạng nhất đó, đúng không? Xin lỗi. Ngoan nha. Ba. Ba, con sẽ nghe lời. Con sẽ nghe lời mà. Ba. Ba, con sẽ nghe lời. Ba. Con sẽ biết nghe lời mà ba. Ba. Ba ơi. Lâu rồi không gặp, có khỏe không? Khỏe chứ. Bao nhiêu năm nay em vẫn ở một mình. Vẫn chưa kết hôn sao? Anh nói sự nghiệp quan trọng kêu em đợi anh 5 năm. Là anh đã bỏ rơi em. Em đừng có trách anh nữa mà. Cả đời này anh hối hận nhất chính là cái chuyện này. Sao anh lại không đến tìm em? Tại anh sợ em không muốn gặp anh. Cho nên anh đã kết hôn lập gia đình. Ai nói là anh kết hôn rồi? Bé Thái là con gái của Phát Tiểu. Anh đã hứa với anh ta là sẽ chăm sóc nó như con gái ruột của mình. Bao nhiêu năm nay rốt cuộc anh đã có bao nhiêu bạn gái hả? Có phải em thật sự muốn biết không? Đương nhiên rồi. Được. Vậy giờ em cầu nguyện ở đây đi. Một lát anh sẽ nói em nghe. Được thôi. Đi. Cạn ly. Hôm đó ở đó rốt cuộc anh đã cầu nguyện gì vậy? Vậy còn em? Sao mà em có thể nói anh nghe được? Em vẫn không nói đạo lý như vậy. Cái gì anh cũng nói cho em nghe hết. Vậy mà em không thể nói. Không nói đạo lý, đặc quyền riêng của người phụ nữ mà. Gạt được rồi không chịu trách nhiệm là bản tính của đàn ông. Chuyện của anh em đều biết hết. Tuần trước anh ở bến cảng Macau nhìn thấy em. Vậy sao? Sao em lại không thấy anh? Em đang đi chung với một người nước ngoài. Anh ta là một tổng sự của một ngân hàng ở Thụy Điển, là một trong những người đã theo đuổi em. Từ ngày đầu tiên anh gặp em thì bạn trai của em đều đổi qua đổi lại. Không có gì kỳ lạ hết. Bởi vì em đẹp mà. Anh nói có đúng không? Để anh nhìn kỹ rồi xem sao. Đẹp lắm.
Anh phải đi rồi sao? Đúng vậy. Em tới Macau tìm anh. Anh dẫn em đi ăn mì cà ri mực. Anh không sợ là anh sẽ dẫn theo kẻ bám đuôi đó tới chung hả? Nhìn anh giống nhỏ mọn vậy sao? Vậy em tới Macau làm kẻ bám đuôi anh. Sư phụ à, anh có chỗ Tổng cục Cảnh sát Quốc tế Hồng Kông không đi, mà lại tới nhà tôi lấy lời khai. Chứng minh là nhà tôi so với nhà an toàn ở Thái Lan càng an toàn hơn. Con gái tôi tên là Tiểu Thái. Anh Tiểu Mã, chào cô. Cơ Kỳ à, hai người gặp rồi. Cô ấy sẽ là ở đây mấy ngày cho tới khi lấy xong lời khai. Lần trước cô thấy qua rồi, nhà tôi có rất nhiều mai phục, cả tôi vẫn chưa rõ hết. Cô tự cẩn thận một chút. Cái này là sách thuyết minh. Lạc à, cậu dẫn cô ấy lên nghỉ ngơi. Sư phụ, giới thiệu một người bạn cho cậu. Được thôi. Cẩn thận. Cô không sao chứ? Con gái anh bệnh công chúa không nhẹ. Không chỉ là bệnh công chúa mà còn là bệnh thái hậu nữa. Ông chủ, anh tìm tôi. Kêu anh Tiểu Mã đi. Chào anh Tiểu Mã. Là quản gia thông minh của tôi, cường ngốc. Anh uống trà hay cà phê? Cà phê. Ok. Nhìn tôi rót. Được rồi. Uống hơi lạnh. Ông chủ, né một chút. Anh là ai vậy? Cường ngốc à, cậu ra tay quá nặng rồi. Được rồi. Được rồi có nghĩa là gì? Xin lỗi nha sư phụ. Thằng quỷ này không thích đàn ông đến gần tôi đâu. Anh nói sớm đi. Còn nữa, chưa thiết kế xong thì đừng gấp mà sản xuất chứ. Xin lỗi nha. Anh Kiên à, em tới Macau rồi. Tới nhanh vậy sao? Một lát phải đến tham gia buổi lễ từ thiện của anh Vĩ. Anh đi chung với em đi. Em kêu anh đi chung, sao anh dám không đi chứ? 8 giờ gặp ở sảnh. Được rồi, một lát gặp. Bye. Sao vậy, chơi mấy lần như vậy đã hoàn hồn rồi hả? Cường ngốc à, lấy cái mặt nạ trái cây Hàn Quốc mà tôi đã sưu tầm ra chiêu đãi cô ta, vui vẻ một chút đi. Anh Tiểu Mã có uống cà phê nữa không? Uống cái đầu anh. Mã đại phát còn chưa bỏ thuốc nữa hả? Tôi khuyên anh hút ít lại đi, ung thư giùm họng bây giờ. Cảm ơn. Lát gặp. Chào anh Kiên. Xin lỗi nha anh Dĩ, tới trễ rồi. Thạch Nhất Kiên tới rồi. Tôi nghe nói nửa năm trước anh ở Macau có chơi đồng một dáng thế kỷ Baccarat rất là hay với người họ Cao. Hảo hán không nhắc chuyện xưa, anh có phải còn một biệt danh không? Thắng hết những vô địch trong thiên hạ. Đã nói là hảo hán không nhắc chuyện xưa mà. Vậy chơi poker anh chơi như thế nào? Là bài poker đó, chứ không phải là đấu đại chủ đâu, có được không? Tôi lâu rồi không có chơi, không sao. Lần này cho dù là thua hay thắng đều quyên góp ra để làm việc thiện mà. Đi, vô ngồi đi. Cái người mà đen đen lúc nãy cứ liếc anh hoài kìa, giống như có thù với anh vậy. Năm ngoái anh sinh nhật, anh ta chơi đấu đại chủ thưa cho anh ăn hết 50 cái bánh bao thọ đó. Anh Thạch à, anh này đã thắng được 3 cái vòng tay vàng. Hôm nay cố tình mời anh qua để chơi. Anh ta gọi là chào ông Parker. Cảm ơn. Khỏi làm vụ này đi. Tôi chơi ở đằng tính ngày nào cũng thắng được tướng quân hết kìa. Hôm nay một cuộc chơi poker này là không giới hạn số tiền. Giới hạn trên là 50 triệu. Tiền đặt của tụ lớn nhỏ là 10.000, 20.000. Mời tụ lớn nhỏ đặt tiền. Mời đặt tiền. Úp bài.
1.200.000. Úp bài. Qua. Mời đặt tiền. 3.200.000. Thêm tiền. 7.400.000. Qua. Xin lỗi nha. Mọi người đều qua, tôi cũng qua. Anh Thạch à, 10 triệu. Úp bài. Theo 10 triệu. Anh Dĩ à, giới hạn trên chúng ta là bao nhiêu? Mỗi người 50 triệu. Vậy thì đặt hết. Hết thì hết thôi. Nhường anh một gián. Thắng anh ta tới cùng. Mời mở bài. Trước khi mở bài, hãy cược riêng đi. Chơi bao nhiêu? 100 triệu. Anh Đô à, tôi đại diện cho các bé của miền núi, cảm ơn anh. Tôi không tin anh sẽ thùng phá sảnh. 4 con gì? Anh không tin thì không tin. Nhưng mà thùng phá sảnh là có thể xảy ra. Ông chủ à, tôi không biết đang xảy ra chuyện gì. Xin lỗi, tôi không biết đang xảy ra chuyện gì nữa. Thùng phá sảnh thắng. Xin lỗi. Anh bị sao vậy? Cô à, cô rất là đẹp. Cô xem cơ thể tôi thế nào. Đến đây, chúng ta cùng nhảy nhảy nữa. Cởi áo đi Phương à. Chúng ta về nhà đi. Anh đã nấu mì cà ri mực rồi. Chơi xong rồi, hành động. Anh ta rút cuộc vì sao vậy? Năm ngoái có vài người bạn để lại cho anh vài giọt buộc lời khai. Đến đây, mau đến nhảy với chúng tôi đi. Sao anh ta vẫn còn liếc anh? Đây là học trò anh mới nhận, Mã Đại Phát. Cô Mạc à, sư phụ, công phu của tôi có tiến bộ rất là giỏi. Qua. Xin lỗi nha. Mọi người qua thì tôi cũng qua. Hai người đúng là gian xảo mà. Thắng anh ta tới cùng cho tôi. Xin lỗi nha. Tôi là Binh, tôi có chuyện gặp anh Kiên. Binh. Tôi nhận được tin người của DOA tối nay sẽ tới. Anh Kiên đâu rồi? Không có ở đây. Tại sao không gọi điện thoại mà phải đích thân tới? Lúc mới nhận được tin nên đã trực tiếp qua đây luôn. Tiểu Lạc, tịch thu súng anh ta. Cô làm gì vậy? Tôi đang nghi ngờ anh ta chính là kẻ đã phản bội. Chỉ có anh ta liên lạc với bất kỳ ai thì chúng ta không hỏi. Sau đó người của DOA cứ bám theo chúng ta. Cô đang nói cái gì vậy? Lúc ở nhà an toàn anh ta đột nhiên biến mất, 3 ngày sau là đột nhiên quay về. 3 ngày đó tôi nằm ở bệnh viện, cô biết mà.
Đeo vào. Đồ chết tiệt. Thì ra là cô. Trà hay cà phê? Biến ra. Trà hay cà phê? Đi ra đi. Được rồi, đánh lộn là chuyện của tôi. Cô đi bắt tiểu mã đi. Anh bị sao vậy? Tôi thấy lạnh robot, không biết lạnh sao. Tôi còn thấy căng thẳng nữa. Tôi mà căng thẳng là muốn đi tiểu đó. Anh có cái ở dưới sao? Tôi nghi ngờ anh lâu lắm rồi. Tôi nghĩ anh là người đóng chứ gì. Để tôi xem, ở xe 7 chỗ này hình như có thịt nhột quá. Cậu chính là học trò lớn của Thạch Nhất Kia. Nghe nói là cậu khá lợi hại. Nhưng mà cậu yên tâm đi, tôi đánh cậu không cần tới tay đâu. Lên nào. Quên rồi, xin lỗi nha. Sư phụ, dám náo loạn đại bản doanh của mình hả? Tôi chưa dạy cho cậu cách gỡ còng sao? Thạch Nhất Kiên à, anh cũng giỏi lắm đó. Nói cho anh biết, người của tôi đông hơn. Biết điều thì mau giao tiểu mã ra, nếu không mấy người sẽ chết chung. Chạy đi. Sao họ cứ đòi bắt cậu là sao vậy? Cường ngốc à, cậu đái bậy hả? Sư phụ đừng có sợ. Căn phòng này của tôi xây dựng rất kiên cố. Bức tường ở đây rất dày. Cho dù bên ngoài có nổ bơm, bên trong cũng sẽ không sao hết. Nè cường ngốc à, có chuyện muốn cầu xin hả? Không phải, tôi sợ quá. Tôi đã nâng cấp giúp cậu rồi mà. Cường ngốc, bây giờ chính là giây phút để cậu hy sinh về tổ quốc rồi đó. Đừng có sợ, tôi sẽ ở bên cậu. Nè mở cửa đi. Xong ra. Bắt đầu nhảy. Xong việc. Anh Cường à, yêu anh quá đi. Mấy hôm nữa dắt anh đi Hồng Kông ăn thử món gà tráng và nhấm nháp bia nha. Tôi giận anh rồi. Thằng nhóc này sao mà thù dai dữ vậy chứ? Ở đâu vậy? Lớn như vậy mà cũng không nhìn thấy. Lạ thật, tiêu rồi. Chào ông Thạch Nhất Kiên. Tiểu thư Mạc Sầu và con gái của tiểu mã đang ở trong tay tôi. Nếu muốn họ sống sót thì đến Thạm Quyến gặp tôi đi. Tôi sẽ nói anh biết vị trí cụ thể và những việc cần làm. Những gì tôi dạy cho cậu còn nhớ chứ? Chắc là nhớ rồi. Vậy thì thử đi.
Anh Kiên à, tôi hối hận lắm đó. Hối hận vì phản bội DOA. Không phải, nếu biết phải lâu như vậy, tôi đã đi vệ sinh trước cái rồi. Sao run dữ vậy? Mất tiểu quá nên run hả? Hoan nghênh hai người đến thăm trụ sở trên không của chúng tôi, Điện Long Dương. Nữ sĩ Thư Tĩnh đang đợi mọi người đó. Mời. Quan ngân, quan ngân. Đôi tay phù thủy, ông Thạch Nhất Kiên. Còn có đồng nghiệp của tôi, ông Tiểu Mã. Tên đầy đủ là gì vậy? Tại sao phải xin tên đầy đủ chứ? Tên đầy đủ của cậu là gì tôi cũng không biết đó. Ma Lạc Năng. Để cho hai người xem một chút. Tôi có thể đưa tiền cho cô, nhưng cô phải thả Sơ Nhất. Còn nữa, cô có làm hại đến mẹ của nó không? Tôi là phụ nữ mà, nỡ lòng nào làm khổ một người phụ nữ đáng thương. Tôi lợi dụng cách thức này chuyển số tiền 1.5 tỷ đô la vào ngân hàng toàn cầu, chuyển vào tài khoản không sử dụng của hơn 1.000+ cái tài khoản. Chỉ cần dùng biện pháp này trong vòng 10 phút, có thể chuyển toàn bộ số tiền vào trong tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ. Bắt đầu giao dịch. Đúng là một thiên tài. Tiền nhận được rồi còn không thả người. 1.5 tỷ đô la mất rồi có thể kiếm lại. Tiểu Mã giết hay không cũng được. Dặn hắn xuống dưới để hai ba con đoàn tụ đi. Đi thôi. Anh Thạch là một nhân tài, đúng là hiếm có. Điều đó khiến cho tôi không nỡ giết anh. Lúc cô nói chuyện với tôi, mặt vẫn điềm tĩnh không biến sắc, giả tạo lắm. Tôi tin là cô không phải là cô Thư Tĩnh thật đâu. Chẳng qua là một thế thân. Có đúng không? Mạc Sâu. Tại sao anh lại thông minh như vậy chứ? Năm xưa anh lựa chọn đến Las Vegas mà không chọn đám cưới với em. Không phải là vì anh không yêu em, mà do anh phát hiện em có quan hệ mờ ám với lại tập đoàn. Lần này em xuất hiện, anh đã nghi ngờ lâu rồi. Anh vẫn còn yêu em. Yêu. Anh vẫn luôn yêu em. Nhưng từ sau lần hôn em bên cạnh bờ biển, anh lại nghĩ khác. Nụ hôn đầu say mê nồng cháy. Nụ hôn thứ hai trong cái ngọt có vị hơi đắng. Nụ hôn thứ ba đúng thật là nụ hôn của nhện nhện. Lúc đó anh nhìn lên bầu trời và cười lớn tiếng. Em có biết anh đã cầu xin điều gì không? Anh chỉ hy vọng người mà đồ đệ của anh đang tìm không phải là em. Nhưng không ngờ một tô mì cà ri mực lại có thể khiến em hiện nguyên hình. Thương Tĩnh. Anh đừng tưởng rằng bản thân mình là thiên hạ vô địch chứ. Em yêu anh mới cho anh cơ hội. Dù cho là trí tuệ hay về kỹ thuật, em đều trên cơ anh hết đó. Không tin chúng ta thi thố xem sao. Thì thế nào? Ba, Sơ Nhất. Mọi người đang đóng kịch, đừng sợ nha con. Nếu như anh thua, em sẽ ném hai ba con họ xuống dưới kia. Trừ khi anh chịu đi theo em. Còn nếu anh thắng, thả cả ba người. Chơi thế nào đây? Ở đây có một bộ bài. Chúng ta đi xem coi ai nhanh cướp được lá lớn nhất. Được thôi, ván này liên quan đến mạng người mà. Anh đành phải thắng thôi. Anh chỉ có 4 lá thôi. 4 lá đủ thắng rồi. Hình như sảnh giận lớn hơn. Em nhìn kỹ lại đi. Ha.
Cờ đen vẫn lớn hơn chứ. Ném xuống đi. Không được nhúc nhích. Ba, con sợ quá ba. Mấy chuyện vô gian đạo. Đồ đệ A Lạc của tôi giỏi hơn tôi nhiều. Hình cảnh quốc tế. Con gái đừng sợ. Sao bộ phim này bạo lực quá vậy? Phim hành động bây giờ đều như vậy hết đó. Con đứng im đợi ba nha. Nè cô hai à, hết bài rồi. Phụ nữ không nên quá độc ác, không thôi ngực sẽ bị xẹp đó. Giao dịch thành công. Giao dịch thất bại. Biện pháp này nếu quá 10 phút, toàn bộ tiền sẽ trở về tài khoản ban đầu hết. Mặc dù tôi không biết đấu súng, nhưng tôi đã đoạt giải quán quân đấu vật đó. Chuyện nhỏ như vậy không lẽ cô không biết hay sao? Không đau hả? Không đau đúng không? Muốn chết thì cùng nhau chết. Tôi chưa dạy cậu cách mở còng hả? Giảm xuống 8.000 thước. Tôi muốn nhảy dù. Mặt sau. Đừng có trốn nữa. Em không còn đường trốn nữa đâu. Đồ đệ của anh cũng tìm ra em thôi. Tại sao em luôn phải thua anh chứ? Chuyện tình cảm cũng thua cho anh. Giờ cũng thua cho anh. Tự thú đi. Anh sẽ giúp em mà. Anh từng hỏi em, hôm đó em đã cầu nguyện điều gì? Em đã cầu nguyện, nếu như để em tìm lại 1.5 tỷ đô, em sẽ rút lui và gả cho anh. Đáng tiếc không thành hiện thực. Bất luận kết quả thế nào, anh vẫn sẽ đợi em mà.
Em sẽ không về ngồi tù đâu. Hãy nhớ hình dáng hôm nay của em. Em muốn anh phải nhớ em suốt đời suốt kiếp này. Mặc sau. Được không? Cũng được. Mã Đại Phát, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Bà xã à, có cần tình tứ như vậy không? Chúc mừng năm mới, dạng sự thuận lợi. Cảm ơn nha. Mau ăn chóng lớn. Cảm ơn. Sức khỏe dồi dào. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn anh Dĩ. Lì xì của tôi đâu? Phần của cậu nè. Cảm ơn ông chủ. Ba nuôi à, chúc mừng năm mới. Chúc mừng. Lạc à, dạng sự như ý. Cảm ơn nha. Ngày càng xinh đẹp. Cảm ơn. Ba con đâu rồi? Con không biết. Tôi nè, lúc nãy không biết con ấy nhìn thấy cái gì. Dội dội vàng vàng chạy ra ngoài. Vẫn còn nóng tính vậy sao? Chứ sao nữa? Chuyện của ba tôi khó đoán lắm. Biết đâu lát nữa sẽ về. Tôi không sao đâu. Tôi không sao mà. Tôi không sao. Sư phụ à. Ba, ba đi đâu vậy? Tôi không sao thiệt mà. Cẩn thận đó. Ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có một thằng khốn. Một thằng khốn. Tôi nhìn thấy nó lén lút. Nhìn thấy nó một cái là nóng hết cả người. Đi đến bên cạnh hắn, trà hai ba đòn, đập một phát là hắn nằm dưới đất. Sao nhìn giống ba bị người ta đánh hơn mà. Nhìn vậy mà không phải vậy đâu. Cường ngốc à. Lấy vài quả trứng lại đây. Ông chủ, huyết áp của anh cao quá rồi. Cao cái đầu cậu. Tôi muốn lăn cái mũi. Cao gì mà cao. Biết rồi. Anh Kiên, cái thằng khốn mà anh nói, có phải có đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy không? Cậu biết anh ta? Anh ta nói muốn nhận tôi làm đệ tử. Muốn nhận cậu làm đệ tử sao? Ai vậy? Chúc mừng năm mới. Tiểu đệ là Đao Tử, nể mặt thì kêu là Đổ Thần. Chuyện gì vậy? Sư phụ của tôi và anh lúc nãy có chút hiểu lầm, cố tình kêu tôi qua đây nói lời xin lỗi đó. Sư phụ của cậu sao?
Ba, không phải ba nói đánh người ta đến nhập viện mà. Nếu hắn mà đánh ba bị trọng thương, hắn ta chết chắc. Sư phụ à, cậu kêu thằng khốn đó là sư phụ hả? Cậu đi theo anh ta, người ta lịch sự như vậy, ít nhất cũng phải bắt tay chào hỏi một cái chứ. Sư huynh, đẹp trai. Nhìn thấy chưa? Đây mới gọi là sành điệu già quách nè. Mọi người tránh ra, tôi phải đấu với hắn một trận mới được. La 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 la
财神到，财神到，满堂皆欢笑，好事都在今朝，福星高照，家家贺新年，迎财神到。